Drop it. Xin chào các bạn, mình là Hồng Hạnh của kênh chính hãng. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một người rất đam mê về đồ chơi lắp ráp. Thì hôm nay có sự có mặt của anh Phương, là một người rất là đam mê đồ chơi lắp ráp. Thì xin mời anh giới thiệu qua chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phương, kinh doanh làm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện. Thì cũng do một số cái duyên thì hôm nay mình có mặt ở đây tham gia cái buổi nói chuyện trao đổi về cái niềm đam mê và sở thích của mình, cũng như là các cháu con của mình về cái sản phẩm và các cái đồ chơi lắp ráp. Thì như các bạn đã biết thì cái dòng sản phẩm này ấy, thì nhân dịp hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một số cái liên quan đến các cái niềm đam mê của mình. Mình cũng xin cảm ơn bạn Hạnh đã tạo điều kiện cho mình hôm nay được ngồi đây và chia sẻ những cái gì mình cảm thấy hứng thú ở cái sản phẩm như thế này. Anh có niềm đam mê bắt nguồn từ đâu ạ anh? Thì thực ra thì mình xin kể cái này là cái này cũng là do một người bạn của mình cách đây 3 năm về trước. Thì bạn ấy cũng sinh nhật con mình thì bạn ấy cũng đến và bạn ấy tặng cho con mình một cái bộ đồ chơi đấy. Thì các bạn có thể là nhìn thấy đây là những cái bộ chơi tất nó tương tự với cái sản phẩm mà các bạn nhìn thấy trên cái bàn này. Thì cũng qua cái món đồ chơi đầu tiên mà người bạn mình tặng cho con mình ấy, thì vì là con mình hồi đấy là nhỏ, chưa có điều kiện để nó có thể tự hoàn thành được cái sản phẩm lắp lên thành thế này, thì nên mình có tham gia vào quá trình hỗ trợ cho bạn ấy. Thì trong quá trình mà mấy bố con ngồi trao đổi rồi tìm hiểu cách lắp ráp thì vấn đề là mình cảm nhận cái vấn đề là cái sản phẩm này nó không chỉ phù hợp với trẻ con mà nó cũng sẽ tạo những cái đam mê cho những người lớn tuổi, những người như mình. Cái tiêu chí để mà chọn lựa một cái bộ đồ chơi lắp ráp cho các bạn trẻ, bạn con nhà anh ấy, thì em cũng sẽ chọn theo một cái tiêu chí nào? Thì như các bạn đã biết thì đợt vừa rồi là có 2 năm dịch thì trẻ con phụt những trường thường xuyên thì các bạn ở nhà rất là nhiều và tham gia các trình học tuyến. Thì chính vì thế là các cái môn thể thao ngoài trời, ví dụ giải trí về vận động, bơi hoặc là bóng rổ. Đấy, như các bạn như bạn con mình là không có điều kiện để tham gia. Thì chính vì thế là mình cũng như chắc là cũng như các phụ huynh khác mà mình sẽ rất là tốn nhiều thời gian suy nghĩ để tạo ra cho các bạn một cái trò chơi giải trí để các bạn có ngoài giờ học ra các bạn sẽ có cái thời gian để thư giãn, để đầu óc cũng như rèn luyện các kỹ năng về trí não. Ngoài cái việc là các bạn biết là ở nhà nhiều trẻ con người ta hay trẻ con là hay xem TV, xem phim hoạt hình, xem YouTube hoặc là sử dụng máy tính chơi game, thì những cái đấy thì thực ra thì các phụ huynh này đi làm thì không có điều kiện để giám sát. Thì chính vì thế là mình quyết định là sẽ mua một số cái sản phẩm để cho các bạn ấy có thời gian để chơi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là các cái sức tập trung học tập. Thì cái sản phẩm này là những cái dòng sản phẩm như này ấy, thì nó hỗ trợ cho chúng con rất nhiều về mặt phát triển trí tuệ, tư duy cũng như là tạo ra cái đam mê nhất định để các bạn có một cái môn trò chơi giải trí và những cái lúc mà các bạn rảnh rỗi. Đấy, thì đấy là cái lý do chính để mình chọn cái sản phẩm như này. Thế còn những cái sản phẩm được như đồ chơi này thì anh hay thường mua ở đâu ạ? Thì trên thị trường ấy thì có rất nhiều các cái mẫu sản phẩm như này, từ rẻ 20-30 nghìn cho đến vài chục triệu. Thế vấn đề là mình phải lựa chọn phù hợp với con, ví dụ là theo độ tuổi, theo khuyến cáo của các nhà cung cấp
thì món đồ chơi nào phù hợp với độ tuổi bao nhiêu. Thứ hai nữa là cái an toàn của các cái vật liệu sản xuất, ví dụ như là các cái sản phẩm của các hãng lớn thì họ xuất phẩm như ABS mà không gây độc hại cho người sử dụng, cũng như là có những cái khuyến cáo nhất định in trên vỏ hộp để đảm bảo làm sao đấy cho an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia khi chơi những cái như này. Đấy, cái thứ ba nữa là các cái phiên bản đồ chơi mà gần đây trên thị trường xuất hiện ấy, thì nó là những cái phiên bản cao cấp, nó có kèm theo cái mình thấy cái tính năng này rất hay, bởi vì là ngoài cái việc bạn lắp là mô hình xong ấy, thì khi mình nâng cấp sản phẩm lên bằng các cái bộ motor và các phần điều khiển ấy, là các bạn hoàn toàn có thể điều khiển cho cái mô hình này nó vận hành được như một cái xe thực thụ. Thế chính vì thế là trẻ con thì các bạn sẽ rất là có nhiều cái đam mê đối với những cái chủng loại sản phẩm như này. Thế anh cho em hỏi là anh biết qua kênh chính hãng của em, bên em thì qua đâu ạ? Các cái sản phẩm kênh chính hãng thì thực ra là mình trước đây mình có mua một số cái sản phẩm của các cái hãng chẳng hạn như cái hãng các bạn đang phân phối là hãng Canada hoặc là hãng SI. Trước là mình mua thì thông thường là cái này là chưa có nhà phân phối ở Việt Nam, chưa có nhà phân phối chính thức, thì đa số mua là toàn là kiểu các cái kênh, các cái shop đồ chơi người ta mua như kiểu là sách tay mang về đấy. Thì sau đấy là mình tìm đến trên mạng thì thấy là cái trang web với cả cái phần app của mình ấy thì có thông tin là đơn vị mình là nhà phân phối chính hãng của một số cái thương hiệu này. Thì qua tìm hiểu thì mình cũng thấy là các bạn cung cấp hàng hóa thì nó đầy đủ các cái thông tin liên quan đến xuất xứ hàng hóa cũng như là đảm bảo hàng chính hãng thì mình đặt mua. Bên em cũng rất chú trọng về cái tính an toàn của trẻ nhỏ và cái chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành tốt ấy, để đem đến cho những cái bạn nhỏ những cái trải nghiệm thú vị hơn. Thì hôm nay nhân tiện anh đến đây thì bên em cũng có một số sản phẩm để cho anh có thể đập hộp và review đánh giá cho chúng em một số sản phẩm. Thì anh có sẵn sàng không ạ? Thì cái đấy thì mình rất vui lòng thôi. Và em xin giới thiệu với anh một bộ sản phẩm đồ chơi của SI. Bộ sản phẩm này thì là một bộ đồ chơi về lông chăn. Nó có 1481 cái miếng mảnh ghép này. Chắc anh cũng đã từng lắp qua cái bộ sản phẩm này rồi đúng không? Đúng rồi. Anh đánh giá như nào về tổng quan khi nhìn sản phẩm này? Chắc là để cho các bạn nhìn thấy. Thì theo như mình đánh giá sơ bộ thì đây là lấy toàn cảnh của cái vỏ hộp của hãng sản xuất. Thì theo như mình nhìn đây thì logo đây, hãng này là hãng SI Block. Cái hãng này thì mình cũng biết, trước đây cũng có sử dụng một số cái mẫu của nó. Thì đây là cái mô hình mới của năm 2022. Là thuộc cái bộ siêu tập về cái dòng xe chuyên dùng. Thì như mẫu này là mẫu 201 nên là 301 đấy. 1, 2, 3. Đây mình đánh giá đây là theo như cái hình mình nhìn thấy đây thì mẫu này là mẫu 301. 301 là bao gồm xe cẩu tự hành. Cái xe này mình cũng không biết nó là cái xe gì luôn. Sẽ trở ra. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đây cái này chắc là mã QR code. Cho cái gì nhỉ? Chắc là giới thiệu về thông tin nhà sản xuất. Nó được bạn Hạnh nhờ thì mình cũng tiện thì mình cũng review luôn. Trên này là các bạn sẽ thấy này, logo nhà sản xuất này. Các mô hình của sản phẩm mà bạn có thể lắp đặt ra khi mà sử dụng cái số lượng miếng ghép là 1481 miếng của cái bộ sản phẩm này. Đây là mã sản phẩm của dòng này là mã là 74760.
Độ tuổi sử dụng là dành cho các bạn nhỏ từ 6 tuổi trở lên. Độ khó đánh giá là cỡ khoảng cũng khá là khó, nếu mà bình thường 5 sao thì chắc là rất khó, chắc là dành cho người lớn. Hoặc là các bạn là từ khoảng 12 tuổi trở lên. Thì cái này là chắc là phù hợp với các bạn khoảng 8, 9 tuổi gì đó. Đấy, trên này là ngoài ra là cái chữ này thì đây là dòng sản phẩm thuộc series sản phẩm Technic của cái hãng này. Đây là mã QR code mà khi bạn quét cái này thì sẽ có thông tin liên quan video đến hoặc là trang web liên quan đến cái sản phẩm này trên trang web của nhà cung cấp. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là những cái mẫu mà người ta hướng dẫn. Cái phần này theo như mình đánh giá thì cái phần này là body thân xe này, và cái phần này là sẽ không thay đổi được. Khi mình lắp lên là chắc chắn cái phần này nó sẽ không thay đổi được. Nhưng trong quá trình lắp lên thì các bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn là cái phần các cái phần option đi kèm này. Khi các bạn thay thế các cái phần option mà người ta đánh dấu như này là mình có thể mình tháo nó ra và lắp các option khác nhau vào thì nó sẽ thành các cái loại xe khác nhau. Theo như mình nhìn thấy ở đây thì 1, 2, 3, 4 cái option này nó sẽ tương ứng với hai cái mẫu xe như vậy. Đây là một mẫu, đây là một mẫu. Mình giữ nguyên phần body này và mình sẽ tháo ra và mình thay lại các cái phần option đằng sau này thì nó sẽ thành những mẫu xe khác. Đây là giới thiệu các cái tính năng liên quan đến cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Tinh chỉnh về thiết kế này. Có hệ thống cẩu. Cái này là hệ thống lật nắp ben. Nhưng mà hình như cái này là vận hành bằng tay. Kết nối trực tiếp. Mở nắp. Đây, những cái này là cái thông tin nổi bật liên quan tính năng này. Đây là nhãn phụ của đơn vị nhập khẩu. Các bạn mua hàng chính ngạch thì các bạn sẽ nhìn thấy là tất cả các cái đơn vị nhập khẩu chính ngạch ở trên này họ sẽ có một cái tem phụ theo tiêu chuẩn Việt Nam yêu cầu, là sẽ có thông tin nhà cung cấp rồi năm sản xuất rồi thông tin nhà nhập khẩu phân phối, địa chỉ, tất cả các cái trên này rất rõ ràng. Thì khi tìm mua sản phẩm chính ngạch ấy thì các bạn để ý những cái tem này, tất cả các sản phẩm chính ngạch đều phải có cái tem hợp quy này. Đây là sản phẩm, đây cái phần hông bên này là như các bạn thấy là chỗ này ấy, là hoàn toàn là có nghĩa là cái bảng này là cái bảng chưa bao gồm cái phần động cơ điều khiển. Thế nếu mà các bạn mà muốn lắp thêm cái phần động cơ điều khiển để có thể điều khiển cái xe này ấy, thì các bạn cần phải mua thêm một số cái option đi kèm, là bao gồm các hệ thống motor, pin sạc, dây điều khiển. Thì khi mà các bạn có cái đủ các cái phụ kiện này lắp ở đây thì cái xe này các bạn sẽ có thể điều khiển được. Thì cái này bên mình có cung cấp luôn này. Dạ, xin em có cung cấp luôn này. Đây, đi xong. Chắc mình là người đầu tiên ở Việt Nam mà được bóc hộp cái sản phẩm mới này. Hay là người dùng máy? Đây, trong này các bạn sẽ thấy là sẽ có hai cái hộp để các miếng lắp ráp. Đi kèm thì bao giờ là nguyên tắc các cái sản phẩm như này là chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn lắp đặt. Quyển sách hướng dẫn lắp đặt này bao gồm khoảng 125 trang, cũng khá nhiều, có bao nhiêu bước đây. Nó phân ra thành hai mẫu, cũng khá nhiều, 125 trang. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trong cái này nó có cái túi, có cái chi tiết màu cam này. Thì nếu các bạn nào mà đã từng lắp đặt nhiều các cái sản phẩm tương tự ấy, thì cái này nó là sử dụng để hỗ trợ, nó gọi là cái tool để hỗ trợ cho mình trong quá trình lắp đặt. Nếu trong trường hợp mà lắp đặt mà nhầm ấy, mình có thể dùng cái tool này để dỡ cái miếng mà đã sai ra và thay của mình đúng.
chú ý lần nữa là các bạn sẽ nhìn thấy trên các túi này nó sẽ có đánh số nhé. Đấy, là đúng theo quy chuẩn này. Các hãng lớn thì thông thường là họ sẽ nhiều miếng thì họ đánh số để phân biệt được các bước. Ở đây là chúng ta có bước 1, bước 2, 3, 4. Tổng cộng nó có 4 nhóm túi sản phẩm. Cái này chắc là mình phải mất thời gian lắp thì để thử nghiệm xem là nó vận hành thế nào. Với những bộ sản phẩm như này thì em mất khoảng bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó? Nếu mà ba bố con mình mà phối hợp với nhau để làm thì chắc chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ thôi. Đấy, các bạn nhỏ nhà mình thì thông thường là gia đình mình là hay có những cái buổi cuối tuần là ba bố con rảnh rỗi là hay ngồi để cùng lắp với nhau một cái trò chơi tập thể. Đấy, thì cái trò chơi này khi mình chơi cùng với các con ấy, thì nó có những cái lợi ích cho trẻ. Thứ nhất là các bé là sẽ biết được cách phân công công việc. Ví dụ như nhà mình ba bố con thì sẽ mỗi người phụ trách một phần. Ví dụ bạn gái, bạn nữ nhỏ thì bạn ấy sẽ có trách nhiệm là bạn chọn các cái sản phẩm theo đúng yêu cầu, cái mảnh đúng yêu cầu để đưa ra. Thế cái bạn trai lớn là các bạn sẽ lắp vào và mình sẽ ở ngoài mình hướng dẫn và mình đối với những cái chỗ mà nó khó ấy, thì mình sẽ hỗ trợ. Đấy. Vậy một công đôi việc vừa là lắp ráp vừa có thể trò chuyện vừa có thể trò chuyện tặng cho trẻ con cái thói quen là làm việc nhóm thì sau này là nó cũng sẽ có những cái hiệu quả nhất định trong cái thời điểm trẻ con là sau này nó lớn lên nó đi làm. Thế thì theo mình đánh giá thì cái sản phẩm này là cũng khá là ok với những cái chất lượng nhựa như này, cái quy cách đóng gói cũng ok. Rồi còn về cụ thể là độ khó thì tất cả các vấn đề liên quan đến hoàn thành chuyện sản phẩm thì chắc là phải lắp xong rồi mình chạy được. Nhân tiện anh đến review sản phẩm thì bên em cũng sẽ tặng anh bộ sản phẩm này và để anh về trải nghiệm cùng các bé luôn ạ. Rồi đến rất cảm ơn. Nếu mà bên mình mà thường xuyên có cái chương trình này thì chắc là mình phải đăng ký để đến suốt để mình lấy tựa lấy quà. Vâng, xin cảm ơn anh về những cái chia sẻ rất chi là hữu ích và anh mang đến cho chương trình, và hẹn anh một ngày gần nhất sẽ đến với kênh chị Hạ và chia sẻ hơn nữa những cái niềm đam mê của anh với đồng chí Lắp Ráp ạ. Mình cũng xin cảm ơn chương trình. Và đi kinh doanh về sản phẩm của công ty cả hai phát triển, tạo điều kiện cho các